Mình đang từng bước ổn định lối chơi cũng như nhân sự của mình. Không vào. Pha dứt điểm đầu tiên trong trận đấu. Không vào. Pha treo bóng rất tốt của trung vệ Đặng Văn Robert. Đặng Văn Robert hoàn toàn không bị Xuân Luân. Tấn trước rất nguy hiểm. Bàn thắng rất bất ngờ. Tấn Trường đã không ít lần thanh minh cho những sai lầm bất ngờ. Nghiêm Xuân Tú rất quyết tâm theo bóng. Tấn Trường đã bị áp lực, xử lý lóng ngóng và cũng chủ quan nữa. Tiếp tục khó khăn, trong đó TOT cũng đã dần dần trở lại quỹ đạo chiến thắng của mình. Cũng lại là một tình huống bất ngờ. Tỷ số đang sai bằng 1-0, giúp cho Bình Dương thắng Thảo Ninh ở sân Cẩm Phả. Văn Khoa là cầu thủ chạm bóng cuối cùng. Chúng ta cùng xem một lần nữa phóng này. Bóng hướng vào cầu môn. Cơ hội. Cú đá cự ly rất gần của Trịnh Quang Vinh. Tình huống sơ hở của hàng thủ Thảo Ninh. Đã từng dự SEA Games năm 91. Hiền là người đã phải nhận thẻ vàng. Cơ hội để Bình Dương nâng tỷ số lên 2-1. Không vào. Cú đá hiểm hóc nhưng Tuấn Linh đã kịp cản phản. Nghiêm Xuân Tú. Không vào. Cú đá nối ở rất gần cầu môn. Vũ Minh Tuấn ngày hôm nay đóng rất khó chịu. Cầu thủ Bình Dương di chuyển ra phía Bắc chắc chắn cũng sẽ phải thích nghi với thời tiết. Cơ hội rất hay. Tỷ số trận đấu được nâng lên 2-1. Pha ghi bàn của Vũ Minh Tuấn. Chúng ta xem lại pha bứt phá rất tốt của Vũ Minh Tuấn. Đây đã là cuối trận nhưng Minh Tuấn vẫn bứt rất hay. Đặng Văn Robert không dám quyết liệt vì sợ penalty.